Võ sư Vũ Hải, hùng cá rô phim Người Phán Xử qua đời. Sự ra đi của võ sư Vũ Hải, người thủ vai hùng cá rô trong phim Người Phán Xử khiến nhiều người thương tiếc. Tối ngày 10 tháng 4, nhiều khán giả bàng hoàng trước thông tin võ sư, diễn viên Vũ Hải qua đời. Theo xác nhận của ông Lê Ngọc Quang, Tổng thư ký Hội Võ thuật Hà Nội, võ sư Vũ Hải qua đời vào lúc 17 giờ chiều ngày 10 tháng 4. Được biết, võ sư Vũ Hải bị bệnh ung thư tủy, đã điều trị 3 tháng nay nhưng không thuyên giảm. Hiện tại, gia đình võ sư Vũ Hải cùng Hội Võ thuật Hà Nội đang chuẩn bị hậu sự cho ông. Võ sư Vũ Hải sinh năm 1960, hiện đang đương nhiệm vị trí Phó Tổng thư ký Hội Võ thuật Hà Nội, Phó trưởng môn phái Thăng Long Võ Đạo. Với khán giả yêu mến phim truyền hình Việt, võ sư Vũ Hải là gương mặt khá quen thuộc. Với chuyên môn trong làng võ, võ sư Vũ Hải thường xuyên được mời làm cố vấn chỉ đạo võ thuật cho những bộ phim hành động. Năm 2011, võ sư Vũ Hải bắt đầu bén duyên với nghề diễn viên thông qua vai diễn Dũng Gậy phim Đầm Lầy Bạc. Diễn xuất tự nhiên, chân thật, phong thái bệ vệ cùng chuyên môn với võ thuật đã khiến võ sư Vũ Hải liên tục được mời vào vai xã hội đen ở các dự án như Giấc Mơ Hạnh Phúc, Bản Di Chúc Bí Ẩn, Hạt Mưa Xa, Hoa Bay, Câu Hỏi Số 5. Nhắc tới võ sư Vũ Hải, khán giả hẳn không thể quên hai nhân vật hết sức đặc biệt mà ông từng đảm nhiệm trong hai bộ phim bom tấn trên truyền hình Việt, đó là Hùng Cá Rô ở Người Phán Xử và Ông Thắng trong Hương Vị Tình Thân. Mặc dù chỉ thường xuyên đảm nhiệm các nhân vật phụ nhưng võ sư Vũ Hải để lại ấn tượng mạnh với không chỉ khán giả mà ngay cả với những đồng nghiệp. Không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng võ sư Vũ Hải luôn hết mình với từng vai diễn, từng cảnh quay. Võ sư Vũ Hải có một gia đình hạnh phúc, ông là người cha mẫu mực. Bà xã và các con của Vũ Hải rất ủng hộ ông trong nghiệp diễn. Với vai trò người cha, võ sư Vũ Hải luôn giữ hình ảnh chìm chu, không hút thuốc, hạn chế nhậu nhẹt để làm gương cho các con. Ông có hai người con, đủ nếp đủ tẻ. Được biết, con trai cả của võ sư Vũ Hải cũng theo nghiệp võ, từng hai lần đoạt giải huy chương bạc thế giới môn bên cách sai lát. Trên màn ảnh, Vũ Hải thường xuất hiện với hình ảnh bặm trợn, nguy hiểm, sẵn sàng tấn công hoặc thủ tiêu người khác, nhưng ngoài đời, ông lại được nhận xét là người hiền lành. Chia sẻ về võ sư Vũ Hải, ông Lê Ngọc Quang cho hay, Vũ Hải là võ sư cao cấp của hội, suốt đời cống hiến cho võ thuật và nghệ thuật. Trước khi mất, anh còn trăn trở nhiều vì không thể tiếp tục những dự án dang dở dành cho Hội Võ thuật Hà Nội nói chung và môn phái của mình nói riêng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.